quý vị và bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đã có mặt tại chùa Trà Cú, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh các bạn. Chùa Trà Cú hôm nay có tổ chức lễ dân ca thế nào các bạn ơi. Hôm nay sẽ có 4 nhà dân vào chùa nha. Hiện tại giờ thì đã có hai nhà đã dân vào chùa. Và còn 2 nhà nữa nha các bạn. Một lát nữa sẽ có thêm 2 đám là dân vào chùa tiếp theo nha các bạn ơi. Em mời các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Bạn thấy xa xa không? Xa xa có đám thứ ba lại chuẩn bị dân vào nha. Rồi mày giặt sao chạy dầm cái người đẹp chầm thuật thùi rèn thức ăn thamay bằng vừa đây. Đây là chú khỉ Tạ Minh Tâm. Đây là chú ngựa các bạn ơi. Nghe tiếng ngựa à. Ngồi đây ngồi cái ngồi đập rồi. Chùa trước nha, một lát nữa sẽ có 2 đám về dân vào sau, rất là đông vui lắm các bạn ơi. Tại chùa Trà Cú, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nha. Đây là út sót hay lắm các bạn ơi, cái anh này nó bị sốt. Các bạn chào mừng quý vị các bạn đến với kênh của mình Kim Vlog và nhớ ủng hộ. Nhớ ủng hộ. Đây có 2 YouTuber các bạn, Tiền Tóc Vlog và Niên Kim TV nha. Có anh khỉ anh ngựa. Anh đang nghe ngựa. Ê, nó cảm thấy gì cho anh mình quay phim. Ba chú khỉ. Ôi, hello. Tịt. Mình cho đây con bắt cà đạm á. Khắp cà đạm á. Không không. Anh tên gì? Tâm à. Tên gì à? Tên là Tâm rồi. Tâm à, anh tên gì? Em tên Hoa. Hoa nè, Hoa Khỉ. Anh ấy tên gì? Linh. Linh Hoa Khỉ và Tâm. Đây là đám kế tiếp chuẩn bị dân vào chùa nha các bạn. Thank you.
tâm cho đại hoạt tất cả bà con. Thank you.
จึงตามลงทางกระดองที่ชลองเดินทางกระดองทางกระดองจึงชลองจึงตามครั้งต่อไปบอกนะเรียนด้วยคอมเมนต์เราคอมเมนต์ก็เยอะไอ้รุ่งไอ้รุ่งเยอะไอ้รุ่งเหรอจุดตึกจุดตึกก็ตึกตักที่ตูนนักดอกเอาบ้างตรงไปไปจับตึกเยอะเพื่อนที่ตรงไปจับยืนจับตรงไปที่รับออสูงไอ้ตัวโผล่มาตัวต้นการประกาศเมื่อประกาศเรื่องไอ้ก็ต้องตีกันในจุดเอียนจุดเอ็กซ์ไลน์กันในเมียเมียนอัศวิสุทธิ์ทุกคนในเมียจุดเด่นอัศวิสุทธิ์các đội Trần Thị đang nghỉ giải lao các bạn ơi, một lát nữa sẽ dân xung quanh chánh điện. Quá trời Trần Thị luôn. Hai chào các bạn nha, bữa nay vui lắm á, có giặt có hoa luôn á, đi ngựa luôn nè. Đâu đi ngựa đâu? Đi ngựa nè anh. Rồi sao cái đầu ngựa nằm trên kia vậy? Ờ cái này là ta vậy ta lấy ra thôi. Dạ nó các diễn viên nhảy tràn nhảy khỉ đang nghỉ giải lao các bạn ơi. Lát nữa sẽ tiếp tục. พุทธบริษัทที่เกิดมาทางเวลาสร้างเนื้อเพื่อใช้สร้างต่อไปจะมีมุมมองเรื่องบันไดการมาเป็นตัว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